Cái tôi lớn là sự ngăn che của trí huệ. Mọi thành tựu được bắt đầu từ pháp nhẫn. Nhẫn nhịn của pháp thế gian không thể sánh với sự nhẫn nhịn vì lòng từ. Nhẫn của người trí là cái nhẫn của trượng phu. Khổng Tử dạy rằng: gia đạo nhẫn, nhà giàu sang, vợ chồng nhẫn, công danh vạn, bản thân nhẫn, tránh được mọi tai ương. Cái tôi là chướng ngại của mọi thành tựu, lìa cái tôi, nhẫn sẽ sinh. Sở chi chướng là mắc kẹt trong sự hiểu biết của chính mình, cho rằng người khác kém hiểu biết. Sinh ra ngã mạn, sinh ra phiền não chướng. Một gia đình thông thường không khó nhận biết gia đạo có an ổn hay không, có hưng vượng hay không, thông qua hai sự việc sau: phòng ngủ của vợ chồng có đủ sinh khí, có những bữa cơm, hoặc là những bữa cơm có luôn tiếng cười hay không. Một gia đạo kém êm ấm, phòng ngủ của vợ chồng có khí rất lạnh, ẩm thấp, lạnh lẽo, thông qua đồ vật trong phòng, thông qua đồ vật, thông qua tâm trạng phiền não của những người ở đây. Những bữa cơm vì thế cũng rất nhạt. Gia đạo kém êm ấm, đa phần thiếu sự nhẫn nhịn, thiếu sự cảm thông, không thể nào ứng với câu người xưa đã dạy rằng gia hòa vạn sự hưng. Người biết hạ mình trước lời khó nghe là người biết thông cảm cho người đang sân hận. Chính vì biết mở lòng, không ôm vào lòng những phiền não do người khác mang đến, quả thật là bậc trí. Hành động ngồi thiền là hành động tự tại, một phong thái thông dong an tĩnh. Ngồi xếp bằng dưới nền nhà là vị trí thấp nhất. Hạ mình khiêm cung đã là vị trí thấp nhất, người khác nói gì cũng dạ vâng. Hoàn toàn không để lòng, chỉ một hành động ngồi thiền hội tụ biết bao công phu tu tập. Mỗi khi chư vị chắp tay đảnh lễ Phật hay đảnh lễ ai khác, hành động hiệp thập này, chắp tay này là hành động hạ mình, hạ đi cái tôi, cung kính Phật hay cung kính người khác. Vừa hạ đi cái tôi, vừa tạo được phước duyên cho mình thông qua hành động đáng kính này. Một người làm nhiều việc bất thiện, họ vẫn ung dung tự tại, khiến những người thấy sự việc rất bất bình, không tin vào nhân quả và đặt câu hỏi vì sao làm nhiều điều ác vẫn có tiền tài chức vị. Chính vì phước báo của họ đời trước quá lớn, đời này dù có làm điều bất thiện vẫn còn dư phước, nhưng cái phước ấy đã bị tổn giảm. Ngược lại, người làm nhiều việc tốt nhưng vẫn không lìa được khổ đau, chính là do nghiệp quả đời trước quá sâu nặng. Đời này hành thiện tích phước, tuy có giảm nghiệp nhưng không đủ xoay chuyển. Họa phước đời người được định trong sinh thần bát tự. Thọ mạng, tiền tài, trí tuệ có được từ đời trước, không thần Phật nào có thể cho ta. Tam phước ấy có thể tăng cũng có thể giảm, do tạo tác từ trung vận. Tu pháp bố thí, mọi nghiệp quả có thể xoay chuyển, tự mình định đoạt số mệnh thông qua đoạn ác hành thiện. Chư vị nào đã từng đọc qua sách Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ thông đạt ý niệm hành thiện tích phước. Bản thân Hải Toàn đã dùng các pháp môn bố thí ấy phần nào chuyển hóa được vận mệnh của mình. Có hôm qua, hôm nay, ngày mai, sẽ có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Nhân quả không chỉ luân chuyển ba đời, luân chuyển cả vô lượng kiếp. Ở phương Tây, họ dùng thuật thôi miên để biết về tiền kiếp. Điều này cách đây gần 3.000 năm, Đức Phật đã thuyết giảng. Nhân quả ba đời, nhân quả báo ứng, nhanh hay chậm, tùy thuộc vào nghiệp lực. Con người bị âm dương chi phối, khó thoát khỏi số mệnh. Tuy nhiên, người biết buông xuống vọng tưởng, lìa đi chấp tướng, không dễ dàng để âm dương chi phối. Lìa chấp ngã là xả bỏ cái tôi, không còn tôi sẽ không còn nghiệp, nghiệp hết phước sẽ đến. Chư vị chỉ cần tinh tấn thiền định, tâm định thấy được chân tướng sự việc. Phong thủy chỉ đơn giản là cân bằng từ trường xung quanh, cân bằng sinh thần bát tự của con người với tự nhiên, với từ trường nơi ta sinh sống, giúp con người và thiên nhiên hòa hợp cùng nhau, từ đó tạo thêm cơ hội thuận lợi trong môi trường sống. Giả dụ mỗi năm có sao nhị hắc và ngũ hoàng, hai ngôi sao hung tinh, giả dụ 2023 hai sao này nhập vào hướng đông và hướng tây bắc,
hai vị trí này không may lại bị ẩm thấp tối tăm, không đủ ánh sáng và sạch sẽ, tạo điều kiện cho âm giới trú ngụ. Vạn vật đều có từ trường, những nơi vong linh chưa siêu thoát cũng là một dạng từ trường. Tâm ý con người là từ trường mạnh nhất. Người có ý niệm tự lực, tin vào bản thân của mình, tin vào sự chân thiện là người đạt được thành tựu. Số mệnh con người nằm trong 8 ô sinh thần bát tự. Một quốc gia, một vùng, một gia đình đều có vận mệnh riêng. Tất thảy từ cộng nghiệp mà duyên sinh. Phong thủy tuy có thay đổi được từ trường, một quốc gia, một vùng, một gia đình giúp hưng vượng, tuy nhiên không thể nào xoay chuyển được họa hay phúc. Họa phúc từ tạo tác của quá khứ, từ giáo dục ba đời. Một vùng hay một gia đình chú trọng vào giáo dục nhân quả, dạy con trẻ biết người đối đãi với người, người đối đãi với thiên địa quỷ thần và người đối đãi với tự nhiên như thế nào là sự giáo dục chân thiện mỹ. Bản thân Khải Toàn dụng phong thủy là một phương tiện dung hòa từ trường xung quanh, dụng Phật học thêm tri thức sống để sống hướng thiện, hành thiền giúp tâm định. Mỗi phương tiện có công năng riêng, không thể nào dùng một pháp cho tất cả. Tuy phong thủy có những công năng nhất định nhưng vẫn phụ thuộc vào phước duyên của người dụng phong thủy. Nhân là điều kiện, một việc xảy ra được cấu thành bởi rất nhiều điều kiện là hội đủ duyên. Một việc thiện là nhân lành, nhân lành thì quả sẽ là duyên lành, nhân duyên không thể tách rời nhau. Trong cuộc sống, khi đã dành mọi nỗ lực vẫn không thể đạt được ý nguyện ấy, tức duyên không thành. Chính là duyên ấy chưa khởi bởi còn thiếu một vài điều kiện. Vì vậy hãy tùy duyên. Duyên có sinh, duyên sẽ diệt. Thế gian nào có điều nào bất diệt? Ngày sinh ra sẽ có ngày mất đi, ngày gặp gỡ mang hạt giống chia ly. Một cặp đôi gặp nhau là duyên sinh do hội đủ điều kiện. Sau vài năm chung sống, họ chia ly cũng chính vì đủ điều kiện để duyên diệt. Ban đầu hợp nhau cho rằng đó là duyên lành, sống cùng không hợp, không kham nhẫn được với nhau cho là duyên dữ. Duyên vốn dĩ không tốt không xấu, xấu tốt do chính tâm người vọng tưởng. Một người đàn ông thất bại trong tình cảm, phá sản trong công việc, trong lúc niềm tin suy kiệt, anh ta có cơ duyên đến với Phật Pháp, nương vào Phật Pháp để giác ngộ, sau này giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn, có được gia đình mới thật viên dung. Nhờ thất bại trong cuộc sống, nhờ duyên diệt này sinh ra duyên mới với Phật Pháp. Tùy duyên là khi đã dốc hết lòng mà không đạt được mong cầu, sẽ tùy thuận hoàn cảnh, không nhìn người bằng việc xấu, không nhìn người bằng duyên xấu, không nhìn việc bằng duyên dữ. Bản thân Khải Toàn mở lòng với chính mình, người người việc việc đều là duyên sinh. Duyên sinh, duyên diệt chỉ có duyên thuận hay duyên nghịch, không có duyên nào lành hay dữ. Dù là nghịch duyên, ta tùy thuận nương vào chân thiện. Cái duyên nghịch ấy sẽ là một pháp môn giúp ta tu tập, để chí tâm hướng thiện trong kiếp có được thân người này. A Di Đà Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.